À, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình sẽ làm cái dồi heo, nòng non heo. Đây cái nguyên liệu của nó là một chút giò húng quế và hành thơm. Đây là để mình tí mình sắt nhé. Còn lẫn cái thịt heo mình xe rồi đây này. Đấy, mi tiết này, cái nòng non này. Đấy, nòng non này để mình sơ chế nhá. Đấy, nòng non khi mình mua về là nó còn cái mỡ mỡ dây của cái nòng non này, là mình lấy kéo này mình cắt bỏ cái mỡ đi. Đấy. Đây, sau khi là mình cắt bỏ cái mỡ ở cái diềm nòng rồi này. Đấy là mình xả nước vào cái này mình nộn ra nhé. Rồi nó ra hết. Sau khi là mình nộn ở bên trong ra đây này thì mình cắt hai quả chanh, là rửa cho là sạch. Thì vắt chanh này là mới tỏi được cái những cái bẩn ở trong trong lòng của nó. Đấy, mình rửa chanh xong mình lại rửa qua một lượt nước nữa. Đấy, một lượt nước nữa thì mình rửa thêm một lượt là nước mắm nữa cho nó sạch nhá, nó không mùi hôi gì cả. Đấy, sơ chế thế này là nó sạch, nó không còn mùi tí nào nữa đâu. Đấy, đó là cái lòng này là mình đã rửa sạch tinh rồi. Để mình cho sát hành đi, rau thơm mình cho đi đúc nữa. Đây, hành mi ký do hùng quế là mình để mình đúc rồi đây. Mình xay hết. Cái hành lá này là mình những cái cổ này mình đập nó hơi to, đập chặt chặt tí cho nó sắt nó mới nhỏ lại được. Rồi, cái rau quế này mình sắt lên đây, bỏ bớt đi, cái cặn.
chế hành mấy cái rau húng quế mình sắt nhỏ rồi, mấy cái thịt xe mình đã cho vào đây rồi đây này. Thì để mình cho thêm tí mì chính nhá. Tí mì chính vào. Đấy mình tiết mình mua về đây, mình cho cái bọc tiết vào. Thế là mình đem đi đúc. Mình đúc cái dồi heo cái nòng non này nó bé, mình làm bằng cái chai nước mắm đó. Rồi mình xoay cái nắp này vẫn xoay chặt ra này. Thế nên mình cắt tí cái đầu chỗ này này. Đấy, để mình xoay cái nòng non vào cái đầu này cho nó dễ đúc nhé. Đấy, mình cắt bỏ cái đầu của cái nắp này. Đấy, mình xoay ra. Nhồi cái nòng non vào đây, nhồi vào qua cái nắp này, ông xoay vào thế này. Đấy, thì là mình đúc nó dễ đúc hơn. Đây này. Ví dụ như này. Đấy, mình đúc vào đây này. Đấy. Đây, cho cái đầu chai nó vào đây này. Đấy. Xong mình xoay cái nắp này lên. Đấy, xoay cái đầu chai nó lên vào thế này này. Là mình đúc nó dễ đúc lắm. Mình cho thêm ít nước vào cho nó loãng loãng cái ấy nhá, thì mình đổ vào nó vào này. Đấy. Đổ cái này thì nó xuống này. Đấy, khi nó thôi tắc thì mình lại mấy cái thìa mình nhồi nhồi nó xuống. Đấy. Đấy, tự tự nó xuống đấy. Tự tự nó trồi ra đấy. Đấy, nó mắc cái rau cả cái thịt xe này. Mình lấy cái thìa mình nhồi nhồi chỗ chỗ nó xuống. À nó xuống, đấy. Mình cho thêm tí nước vào nó muốn đâm luôn. Rất ngon, rất đơn giản mà rất ngon. Đây là mình muốn cho nó cái dồi nó có cả thịt xe thì nó mới phải lấy cái thìa này nhồi xuống, không nếu mình tiết miếng hành không đổ nó tuần tuột. À,
Đúc hết rồi thì mình lại rời mình cột cái đào này, cột cái đào này vào đây nhé. Đấy, mình khi mình cho đi luộc thì mình cũng cho cái nước lạnh vào luôn nhé. Luộc nước lạnh này chẳng nếu mà nước nóng cho vào nó hay bị bục. Nước nóng nước lạnh này là mình đun được lúc nó sủi á, sủi được lúc nó mình tiêm thì nó mới không không bị bục nhá. Để mình cho đi. Sau khi là mình luộc mà nó sôi được một lúc rồi thì mình lấy cái tăm này mình chọc cho nó thông hơi cho nó khỏi bục nhá. Đấy, ui giời. Chạy cả vùng ở đây. Đấy, chọc chọc cho nó khỏe. Đấy, sau khi là nòng đã chín rồi thì mình vớt ra cho nó nguội. Vớt ra cho nó nguội xong thì sát nhé. Đấy. Thấy chưa? Ui dồi. Bề hơi mùi thơm ngon. Thế để tí nữa mình đi sát. Đấy mọi người, cái nòng non mình đúc bây giờ nó nguội rồi, để mình thái nhá. Nó ngon tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, nòng mình rồi nó ngon tuyệt vời này. Đấy, mình thái nhé. Đấy, muốn rồi mình đúc cái thịt xe mà ngon tuyệt vời này này, mọi người này. Đấy. Cái này là chấm lẫn mắm ớt này. Ngon tuyệt vời nhá. Đấy thì cũng xin chào mọi người.